Đồng hồ Thức Tín xin kính chào các bác. Ngày hôm nay thì em tiếp tục gửi tới các bác về một siêu phẩm trong dòng đồng hồ cây. Vâng, đây là một cái chiếc đồng hồ cây đến từ thương hiệu Checkers Line và thuộc phiên bản Limited, phiên bản sản xuất giới hạn 1.000 chiếc trên toàn cầu các bác nhé. Và nó sở hữu cỗ máy vô cùng khác biệt. Thông thường thì các bác hay nghe những chiếc đồng hồ cây 12 gông, những chiếc đồng hồ cây 8 gông hoặc là những chiếc đồng hồ cây 16 gông. Tuy nhiên chiếc đồng hồ cây mà em giới thiệu tới các bác thì nó sở hữu một cái cỗ máy khác biệt, đó là cỗ máy 9 ống sáo. Vâng, những cái chiếc đồng hồ cây 9 ống sáo này thì được các những người dân chơi đồng hồ lâu năm ấy rất là thích. Còn đối với người phương Tây thì người ta cũng rất là thích mẫu đồng hồ cây 9 ống sáo này, và có một cái thời điểm thì người ta còn đi săn lùng những chiếc đồng hồ cây 9 ống sáo các bác nhá. Vâng, sở hữu một cái chiếc đồng hồ cây 9 ống sáo thì nó thể hiện là cái người chủ rất là đẳng cấp và nó có một cái phong cách riêng. Vâng, ở trước mắt các bác là một chiếc đồng hồ cây 9 ống sáo như thế đấy ạ. Nó rất là sang trọng, hiện đại và nó có một cái đẳng cấp riêng của nó. Vâng, đây là một cái chiếc đồng hồ cây cao cấp, và chính vì nó đẳng cấp và nó có mang tới một cái phong cách khác biệt thì nên nó được sản xuất rất là chỉnh chu và cẩn thận các bác nhé. Đây, em quay ở vị trí góc để các bác nhìn cái chiếc đồng hồ cây này. Nó sở hữu một cái kiểu dáng bề ngoài trông rất là trang nghiêm và chắc chắn các bác nhé. Và nó, ngoài ra thì nó sở hữu cỗ máy 9 ống sáo rất là đẳng cấp và mang tới âm thanh khác biệt. Vâng, sau đây thì em sẽ đi vào đánh giá chi tiết cái chiếc đồng hồ cây 9 ống sáo này để các bác theo dõi. Mẫu đồng hồ cây 9 ống sáo đến từ thương hiệu Checkers Line và nó có mã số là SL814 các bác nhé. Vâng, vỏ ngoài thì rất là đẹp mắt, trông nó rất là sang trọng các bạn. Đây, cả cái phần chân đế từ dưới lên trên nhá, rất là đẹp. Độ mới của cái chiếc đồng hồ cây này thì nó khoảng là 96%. Vâng, nó có chiều cao là 2m26 các bác nhé. Chiều cao là 2m26, chiều ngang là 68 và chiều dày là 41 cm. Vâng, vỏ ngoài của cái chiếc đồng hồ cây này thì được làm từ gỗ óc chó rất là cao cấp các bạn. Vâng, nó rất là chắc chắn các bạn nhé. Và chiếc đồng hồ được làm từ gỗ óc chó này thì nó có cái trọng lượng rất là lớn. Vâng, đối với chiếc đồng hồ cây này thì khi em mang lên để trưng bày trên căn phòng này thì nó rất là nặng các bạn. Đây, gỗ óc chó rất là chắc chắn luôn. Vâng, còn xung quanh nó thì được trang trí rất là nhiều cái họa tiết phù điêu và nó có thêm 6 cái họa tiết đồng mạ vàng đây các bạn. Đồng mạ vàng. Còn phía trên đỉnh là thiết kế rất là đẹp mắt đây các bạn. Đấy, hai con tiện và một cái hình chiếc lá ở phía giữa trông như ngọn đuốc đấy các bạn. Còn phía dưới này được cẩn cái họa tiết. Cái họa tiết này thì được làm từ gỗ thông phong cùng với gỗ mụn ruồi các bác nhé. Phần trên thì được trang trí họa tiết. Còn phần phía dưới đây, những cái thức cột thì có tấm đồng mạ vàng. Và ở đây thì có những cái đường thẳng này các bạn. Họa tiết zig zag xen nhau. Đây, em quay tới cái phần chân đê phía dưới để các bác nhìn này. Trông nó rất là chắc chắn và nó cũng rất là thanh lịch đấy các bạn. Vâng, trong cái dòng phân khúc cao cấp mà đặc biệt là của thương hiệu Checkers Line thì được thiết kế rất là đẹp mắt và rất là chỉnh chu rồi. Vâng, thương hiệu Line mà đặc biệt là trong dòng Checkers Line thì nó hướng về những người dùng cao cấp các bạn, nên là chiếc đồng hồ cây sẽ rất là chỉnh chu và nó trang bị những cái chi tiết, những cái cỗ máy và những cái vỏ bề ngoài thì rất là cao cấp. Vâng, để sở hữu được cái chiếc đồng hồ 9 ống sáo đấy các bạn thì nó thể hiện là gia chủ của rất là đẳng cấp luôn. Vâng, trong giới đồng hồ thì rất là nể. Đây, các bạn thấy không ạ? Cái phần cánh cửa này, cánh cửa rất là chắc chắn. Cái bản lề để cái bản lề thì còn nguyên bản này các bạn, bản lề nguyên bản. Còn cái gỗ phía mặt trong để giữ tấm kính này. Tấm kính thì được mài vắt góc rất là trong. Em quay kia là 9 ống sáo đấy các bạn. 9 ống sáo thì có cái độ dài khác nhau. 9 ống sáo có độ dài ngắn khác nhau.
mỗi chiếc mỗi ống thì nó sẽ là một cái nốt nhạc để vang lên. Đây là con lắc đàn, con lắc đàn thì hoa văn họa tiết ba quả tạ thì trong tình trạng rất là mới. Chiếc này thì có hai cánh cửa riêng biệt các bạn, cái khóa của thương hiệu Chakler Slide các bạn. Đây, cái khóa của nó có chữ Slide. Đây, quay đi. À, cho để các bạn nhìn rõ là cái điện thoại của em nó bắt nét nó. À, thương hiệu Slide đây. À, cái khóa của nó là khóa đặc biệt, khóa riêng của chiếc đồng hồ cây này. Cánh cửa mở ra, bộ phận là mặt số đây các bạn, mặt số hoa văn họa tiết rất là đẹp mắt, thương hiệu Chakler Slide ở phía trên. Đây là cái lịch tuần trăng này các bạn. Đấy, các bác nghe âm thanh này, âm thanh của khi mà cái mặt trăng này quay lại, cỗ máy rất là to, rất chắc chắn đấy, nghe tiếng kêu chắc nịch. Còn đây là thương hiệu Chakler Slide, có cái series của chiếc đồng hồ cây này các bác nhé. Series thì đối với những chiếc đồng hồ cây Slide mà khi xuất xưởng này các bạn thì nó còn có ghi tên của những cái người sở hữu của chiếc đồng hồ cây này. Vâng, và thời điểm mới ra đấy các bạn thì phải những nhân vật cỡ bự và những cái nhân vật quan trọng hoặc là những cái đối tác quan trọng của hãng Slide mới được sở hữu cái chiếc đồng hồ 9 ống sáo đấy các bác nhé. Này, Chakler Slide. Vâng, các bác có thể lên mạng để tìm hiểu thêm về dòng đồng hồ Chakler Slide và đặc biệt là dòng đồng hồ 9 ống sáo các bác nhé. Vâng, còn về cơ cấu bộ máy thì cái chiếc đồng hồ cây này thì nó chơi ba bản nhạc các bạn. Vâng, chế độ là tắt chuông điểm giờ nhé, chế độ là 44 silent, tức là khi các bác kích hoạt chế độ tự động tắt chuông đêm thì ba quả tạ nó vẫn xuống đều nhau các bác nhé. Đấy, còn bên này là chế độ là tắt chuông điểm nhạc và chế độ night off, chế độ là tự động tắt chuông đêm. Đây, em quay tới cái cỗ máy ở bên trong để các bác cũng, để các bác nhìn này, cỗ máy 9 ống sáo đấy ạ. 9 ống sáo đây. Đấy, cỗ máy của nó rất là to. Đấy, em sẽ để camera nhỏ để các bác nhìn nó rõ này. Đấy, cỗ máy 9 ống sáo đây cực kỳ to các bác nhé. Và không phải thợ kỹ thuật nào cũng lắp đặt được chiếc đồng hồ cây 9 ống sáo này đâu ạ. Mà phải những người thợ có kinh nghiệm lâu năm, và phải từ trên 5 năm và làm rất là nhiều rồi thì mới lắp đặt cũng như xử lý được những chiếc đồng hồ 9 ống sáo này các bác nhá. Đây, 9 cái ống sáo phía trong bằng đồng, nó sáng bóng. Vâng, bây giờ thì em sẽ điểm chuông chiếc đồng hồ 9 ống sáo này để các bác theo dõi. Em mở cái cánh cửa này ra. Vâng, âm thanh của cỗ máy 9 ống sáo thì nó rất là khác biệt phải không các bác? Âm thanh của nó thì cũng không khác gì cái tiếng chuông nhà thờ. Vâng, và vừa rồi thì em giới thiệu tới các bác về siêu phẩm đồng hồ cây. Và đây là một cái chiếc đồng hồ cây sở hữu cỗ máy 9 ống sáo cực kỳ đẳng cấp và khác biệt các bác nhé.
Vâng, mã số là HVK814. Thì các bác nào quan tâm đến cái chiếc đồng hồ cây 9 ống sáo này thì các bác gọi điện cho bên em theo số điện thoại là 0902021314 để bên em tư vấn chi tiết và cụ thể hơn nữa cho các bác nhé. Vâng, em cũng xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi video này của bên em, và em xin hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo mà em chia sẻ. Em xin kính chào các bác.